vì chúng ta cũng đến với nhà trực tiếp tại sông đá khu công nghiệp Hiệp Phước để theo dõi trận cầu thi đấu sáng trong buổi sáng ngày hôm nay đến từ một sân bãi của trận đấu FC Hồng Ngự và Golfic Hiệp Phước. Như vậy là một của hai đội bóng cũng chính thức đã bắt đầu. Cầu thủ FC Hồng Ngự có sự mặt của 6, đó là Thanh Bình, 63 viên, 19 tuổi, 22 trận Carico. Đối phục là Thanh Bình sai khá nguy hiểm. Bàn thắng đầu tiên của trận cầu này, một bàn thắng đến từ khá sớm. Khi nhịp độ của khi tiếng còi vẫn cất lên và nhịp độ của những cầu ngay từ góc được đẩy lên khá cao trào. Thì sau đây là những tình huống chung bóng đầu tiên. Bóng bật ra, cội đây, không vào. Tình huống bỏ lỡ của Văn Đệ. Tưởng chừng như bàn thắng để san bằng cách nó đã đến khá gần. Lại là cánh trái nữa. Nguy hiểm, bằng sống đây. Bàn thắng thứ hai, Hoài Phong lần này đã lập công cho cầu thủ của Lâm Phước Hiệp Phước. Tỷ số được nâng lên thành 2-0. Quá trông bánh ở trong những thời điểm ban đầu dành cho trận cầu này. Rõ ràng là trong phòng ngự của các thủ môn đã bỏ. Dành cả tên Minh Đăng, Trung Thi, Văn Đức, mở phản công Văn Đương, chờ có lĩnh độ. Người trong biên dành cho số 11 được chuyển vào. Và đó là cơ hội của Văn Đương. Cuối cùng thì theo thủ môn Sông Vừa đã có được bàn thắng đầy chân của Trung Thu Bình. Và điều trọng là không gian cách trước đối phương. Tỷ số được rút ngắn thành 1-2. Trung Thi, Hoàng Trung được chuyển vào, cơ hội đây, đó là bàn thắng của Văn Đức. Một nỗ lực xử lý và đã khiến cho thành của đối phương gặp bất ngờ khá lớn. Một tấn công mới là cánh trái, cánh mà căng thủ của đối phương Đức đang sử dụng tấn công khá nhiều. Đó là khá tỉnh cho phòng xử lý này của vẫn có được đường chuyền đến hai của Văn Đức. Vẫn còn liên tiếp là những đường chuyển và đó là cú đúp của Văn Đức để nâng tỷ số lên thành 4-1. Khu kịch bản của cầu thủ bên phía Golfic Hiệp Phước là có được những bàn thắng, chính xác là hai bàn thắng liên tiếp. Trước đó thì họ đã có được hai bàn thắng và trước lại, và bây giờ thì tiếp tục có thêm hai bàn thắng nữa. Sống phê lê số 8, Dầu Pele. Lần này thì chính anh sẽ là người thực hiện tình huống đột phá và cú đúp dành cho Dầu Pele. Tỷ số tiếp tục được dâng cao để thành 5-1 cho Golfic Hiệp Phước. Ở pha bóng trước đó thì anh chính là người đã phát động tấn công, nhưng đồng đội đã trả bóng lại và đột phá của Dầu Pele. Văn Đương, cao kỳ hợp, khỏi đây. Pha bóng cực kỳ lộn xộn và bàn thắng đến với các cầu thủ của FC Hồng Ngự. Gió đã đổi chiều và người lập công đó là cầu thủ mang áo số 7 Văn Đương. Người lập công đó thủ mang số 99, vị trí của Dầu Pele. Hoàng Trung, khá nguy hiểm và tới lượt các cầu thủ của Golfic Hiệp Phước có được bàn thắng. Tới lượt ở hành lang cánh phải và người lập công đó thủ mang số 90 Văn Đức. Văn Đức ở trong hiệp thi đấu thứ nhất đã có mình được cú đúp và bàn thắng vừa rồi để hoàn thành cú hat-trick đầu tiên của trận cầu này. Vừa trở lại và nói rằng Văn Đức khá gọn gàng. Văn Đức
số nào, hơi khó khăn dành cho số nào. Và có tiếng còi, dường như đó là penalty. Trọng tài đã xác định đó là tình huống đá penalty dành cho các thủ em Dương Bự nỗ lực băng xuống. Chưa đạt. Số thao khá dễ dàng, một tình huống cực kỳ tỉnh táo. Tỷ số tiếp tục nổ dành cho các thủ em Dương Bự. Ở hiệp thiếu thứ hai thì Phú Cường đã có được cho mình hai bàn thắng. Nếu như cộng cả bàn thắng ở trong hiệp thi đấu nhất nữa thì Phú Cường sẽ cần phải làm ba bàn. Ba lần như vậy nữa để Thánh Bình. Đường chuyền cội đây, Văn Đương. Nhưng bàn thắng đến liên tiếp dành cho các thủ ở Sơn Bự. Và lần đây người quân đó là Văn Đường để hoàn thành cho mình cú đúc. Và điều quan trọng là các thủ của Sơn Bự đã tiếp cận gần hơn với bàn tỷ số của các thủ ở Golovic cho chủ bàn thắng được ghi ở trong trận đấu này. Số nào cầu phản công dành cho các thủ FC Dương Bự. Có nhiều những giải pháp ở trong pha bóng này. Đường chuyền đẹp quá chân, chân trái và bàn thắng của Văn Đường. Phát sinh của số 7. Một tình huống bắt tay và kiện tình huống phản công. Tình huống dưới khá tích táo của Xuân Hòa. Và ngay sau đó là tình huống kết thúc khá gọn gàng dành cho Văn Đường. Dầu Pele. Lúc trọng biệt giữa Dầu Pele và số 11 danh Cang Tê. Nhưng ở phía trong thì Hoàng Trường vừa sân cao tỷ số cho các thủ cầu linh ở Hiệp Phước. Đứng từ thì chống chạy và rõ ràng đó là một bàn thắng. Trạng thái dẫn trước vẫn đang được các thủ cầu linh thiết lập. Ở vừa thiết lập này cách hai bàn. Trận đấu đã bước về danh Cang Tê hóa đức. Chào bóng hồng Xuân Hào của Văn Công. Tình huống 4-1 cho các thủ Dương Bự. Thứ hai của Văn Hào tiếp tục có được pha lập công. Cú đúp của Văn Hào. Chính số 11 là người đã phát động tình huống tấn công và chính anh cũng là người kết thúc. Đó là ở pha bóng này thì dễ dàng. Nếu như không có bàn thắng thì sẽ là một sự tiếc nuối lớn cho các thủ FC Dương Bự. Trần Tuấn Công. Vừa được quá người, Văn Đương làm gì đây? Bóng vừa tìm đến con dọc và bật cả. Được trường như mọi thứ đã được trở về vạch xuất phát. Nhưng cột dọc đã cứu thua cho các cầu thủ của đội Kiều Phước một bàn thua trông thấy. Và phản công Dầu Pele. Và tiếng còi đã cất lên. Như vậy là tỷ số chung cuộc là 7-6 nghiêng về của đội Kiều Phước. Một trận cầu quá nhiều chú bàn thắng, có nhiều những sự giải trí. Rõ ràng là như vậy khi đây là một trận cầu giao hữu tất tiền vui vẻ. Và cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận đấu này. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì chúng tôi cũng đã được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong